Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bộ thìa dĩa VMF Miyabi gồm có 60 món dành cho 12 người ăn. Như các bạn nhìn thấy thì đây là cái vỏ ngoài của bộ Miyabi này. Nó rất là lớn và trọng lượng của cái bộ này khá là nặng. Nó gồm có khoảng 5 cân. Và chất liệu của nó là chrome mangan 18/10. Đây là một trong những chất liệu tốt nhất để làm những cái dụng cụ liên quan đến thực phẩm. Giờ thì mình sẽ mở cái bộ thìa dĩa Miyabi lên cho các bạn xem. Thì bên dưới của nó là một lớp xốp để làm lớp đệm bảo vệ cái phần các thiết bị bên trong. Thì đây là toàn bộ Miyabi 60 món dành cho 12 người ăn. Thì như bạn thấy ở đây nó có đến 5 loại dao dĩa ở trong này. Thì có một đầu tiên là bạn nhìn thấy là sẽ có một cái loại dĩa lớn là cái dĩa thông thường mà dành cho mình hay sử dụng. Loại thứ hai chính là loại dao. Dao cũng gồm có 12 dao là để trong quá trình mình ăn. Và loại thứ ba là loại cỡ thìa lớn. Và loại tiếp theo thì dành cho các bạn nha, ăn các món nhẹ tráng miệng hoặc là các cái bánh kem thì có cỡ thìa bé như thế này. Và nữa là dành cái loại dĩa bé để cho các bạn ăn những cái món nhỏ hơn, món khai vị, món tráng miệng đấy. Thì nó có gồm như vậy, Miyabi là gồm có 5 loại thìa dĩa trong này. Và mỗi loại đều có 12 phần và để dành cho được cái tổng số người ăn là 12 người. Như bạn thấy là đây, từng cái chi tiết nhỏ một trên cái bộ thìa dĩa Miyabi này nó đều được làm rất là tinh xảo, tròn trịa và tất cả các góc cạnh đều rất là sắc nét. Đấy, như bạn thấy, nó rất là dày nhá, bạn có thể nhìn thấy cái thành này. Cầm rất là êm tay và đầm tay. Ngay phía sau đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng VMF ở đây. Và chrome mangan chính là chất liệu của nó. Đấy. Nhìn kỹ từng cái chi tiết một thì bạn sẽ thấy sự khác biệt của VMF và vì sao là cái bộ thìa dĩa của VMF nó cũng đáng giá. Như cái chuôi cầm dao này, bạn nhìn thấy nó rất là sáng, bóng và nó dày, tròn. Còn đây là cỡ thìa lớn này, như các bạn nhìn thấy ấy. Nó được thiết kế rất là tinh xảo, tròn, dày dặn, cầm rất là thích, chuôi thì thanh, mảnh. Và đây biểu tượng VMF chrome mangan. Tiếp theo là cái cỡ thìa cỡ bé của nó này. Đây là thìa cà phê đây, như các bạn uống cà phê hoặc các bạn ăn bánh ngọt những cái hoặc là ăn những cái món khai vị nhỏ nhỏ này. VMF chrome mangan. Và tiếp theo là cái phần dĩa cỡ bé đây. Đây, như các bạn thấy. Rất là đẹp, rất là xinh xắn. Chất liệu chrome mangan là chất liệu nó giữ được cái độ bền và độ bóng rất là lâu. Vì vậy bạn có thể sử dụng cái bộ VMF Miyabi này trong thời gian lâu mà nó vẫn giữ nguyên được cái vẻ đẹp của nó. Như vậy là Guto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về bộ thìa dĩa VMF Miyabi 60 món dành cho 12 người ăn. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Guto, xin mời các bạn vào website guto.vn hoặc vào page Facebook shop của Guto hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber, Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.